Anh tích đang sang, trong túi vẫn không có tiền. Quét nhà Duyên ơi, về mẹ khen lắm nè. Trời ơi. Dạ gì á? Dạ. Đầu năm đâu thấy ai kêu mày quét nhà. Mình đồ ăn quét, mình đồ nhà mỗi ngày cũng quét mà anh gì á. Thôi thôi thôi, mày khùng cái gì á? Ai kêu mày người một ra quét nhà đâu? Mày quét rồi mày đuổi hết cái giận mày rồi sao? Ai mượn mày xuyên nhà sao ngày thường không quét đi? Còn quét rồi. Rồi còn quét à? Quên nữa, mẹ con quét sao nhà đi, quét sao nhà. Tụi nó không quét được hả chạy? Cắt giùm tao cái gì à? Thôi mày chỉ cần việc ăn rồi ngủ thôi. Vô ngủ đi. Vô rồi. Tết đến rồi. Ôi ơi, mày làm gì nữa hả? Cái thằng này. Dạ. Mùng 1 thì đi giặt đồ nữa là sao? Nãy quét nhà chữ mày chưa đủ hả? Vì ngộ quá trời, không quét nhà nó đi giặt đồ với đồ để mấy đâu trời. Không được. Mày giặt mùng nào mày không giặt, mày giặt ngay mùng 1 đó mày giặt hết cái may mắn của mày rồi sao? May mắn gì giặt nữa. Thôi đừng có giặt nữa, mày bỏ đi. Thôi đi. Mày giặt luôn đi, mệt quá trời rồi. Nước tôi nghiện nha. Nó giặt. Mẹ thôi luôn. Ừ? Có tiền không? Cho mượn tiền tới thôi. Nhà nó có tiền nhưng mà anh có mấy bao lì xì mới được cho nè. Thôi, cho em mượn luôn á. Rồi, ok, cảm ơn anh. Có gì qua Tết trả nha. Bye. Ủa gì? Hả? Mày mới cho nó mượn tiền cái gì vậy? Ờ, đúng rồi. Mày ngu. Gì vậy? Sao vậy? Sao Tết tiếp tới nơi đầu năm đầu tháng mày cho nó mượn tiền làm sao? Ủa, mượn tiền có sao đâu thì thiếu tiền cho mượn chứ. Tao mày cho nó mượn rồi kiểu là mày cho mấy cái tài lộc vận may mắn của mày rồi sao? Con có tài lộc gì ba lớn này, tài lộc gì mẹ à, không có được. Ý là mấy tiền này xì đó là kiên kỵ dữ lắm, không có được hiểu không? Ai biết đâu lỗi mày gái mày. Nữa chứ mùng một người ta kiên chữ mà gặp mày ra mắc chữ không á. Biểu đậu thì gỡ cho người nữa ta chứ.